Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Kính thưa quý vị, nằm trong chuỗi series review những căn nhà do công ty Mark Home chúng tôi thiết kế về thi công trọn gói, thì hôm nay Nhật Trường đang có mặt tại chỗ nhà của chủ đầu tư chị Châu Hải Yến ở ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai để gửi tới quý vị và các bạn cái căn nhà mà do công ty chúng tôi đang thi công cho gia đình của chị. Và để tìm hiểu kỹ hơn về cái công trình của chỗ chủ đầu tư, chỗ chị Châu Hải Yến, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi đi vào trong này để gặp anh Nguyễn Ngọc Sơn, là chỉ huy công trường ở đây. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Sơn. Anh ơi, cho em hỏi một chút, đó là hiện tại anh đang giám sát công trình ở đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì em thấy được cái phần móng ở đây này khá là được làm bằng đá đúng không anh? Làm móng xây bằng đá. Xây bằng đá thay vì bê tông như bình thường đúng không? Bê tông thì mình móng mình sẽ đổ cột là cột móng cóc. Vâng. Vỉ là vỉ 1m4, đổ bê tông xéo lên 40 phân. Là móng của mình là bắt đầu đổ một cái đà giằng sắt 18. Vâng. 6 cây. Vâng. 400. Xong đổ xong cái đà giằng đó bắt đầu mới xây đá móng đá này lên. Và khi lên xong cái móng này thì mình sẽ có một cái đà gọi là đà chống thấm ngược. Chống thấm 10 phân. Đó. Xong bắt đầu mình mới lên cột, lên tường. Thế thì cái tổng cái móng mà từ cái phần dưới đất cho đến lên đến trên mặt kia thì được khoảng tầm bao nhiêu mét anh? Nếu mà từ ở dưới đáy móng lên đến trên mặt nền này thì móng của mình nó tầm khoảng 2m2 đều. Vâng. Có chỗ thì cũng phải lên tới 2m5. Vâng. Thế vì sao giữa việc mà đổ móng là móng bê tông hoặc là móng gạch thì anh lại chọn nó là đổ bằng cái bằng đá như này, hay là do chủ đầu tư yêu cầu như này? Không, cái này đá của mình là mình xây móng cao, là mình xây bằng đá thì cái độ thứ nhất độ nó chắc, độ bền, không mục. Vâng. Còn cái gạch thì nó cũng nói chung là không cái gì cũng là gì là tốt cả, nhưng cái gạch nó không đủ chất lượng bằng cái đá này. Vâng. Đấy, nên là mình chọn cái đá này để làm cái dàn móng dưới khi bị nước không bị thấm, không bị mục. Vâng. Về thế cái phần hiện tại thì em đang nhận thấy đó công trình mình đang hoàn thiện đến khoảng 70% rồi. Ở đây là hệ mái, là mái bằng đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, hệ mái bằng. Cái tổng khuôn viên đất ở đây thì là rộng khoảng bao nhiêu anh? Đất tổng khuôn viên rộng hết đất đây thì nó tầm khoảng 200 trở lại. Thế còn diện tích xây dựng này bao nhiêu? Diện tích xây dựng này nó là 90m2. 90m2 một sàn. Là chưa tính sàn giếc ra, đó là mình tính sàn thực tế. Thì nếu mà ngũ cấp kia ra đây ngoài này nữa thì nó ra đây ngoài này khoảng 1m7 nữa. Tổng hai sàn 180 thì cũng tương đối là thoải mái rồi. Đúng. Vâng, thì còn cái chỗ phần sảnh chính này thì với diện tích rộng khoảng bao nhiêu anh? Sảnh chính này của nó là diện tích rộng từ trong này ra nó là khoảng 1m. Là mình lên ngũ cấp 5 bậc. Ngũ cấp 5 bậc thì bậc ra tới ngoài này, bậc từ trong này ra tới sảnh chính hết bậc ngoài này nó là tầm 1m7. Vâng. 1m7 chính xác, 1m7. Bậc của mình lên cao lên là 15 phân. Vâng. Rộng 25 phân. Lót bằng đá hoa cương. Đá hoa cương. Hoặc là nó gọi là đá granite. Vâng. Đấy. Cái năm như em vẫn thường biết đó, ngũ cấp thì bao giờ nhìn thấy nhà nó cảm giác bề thế hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Và để tìm hiểu rõ hơn về cái không gian diện tích sử dụng của trong ngôi nhà này như thế nào cũng như là cái công năng của nó thì xin mời quý vị các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi bước vào khu vực trong nhà. Mời quý vị các bạn. Và đây chính là cái khu vực phòng khách. Thì anh Sơn có thể cho em biết cái phòng khách này diện tích khoảng bao nhiêu anh? Diện tích này nếu mà nó tầm khoảng 25 đến 27 m2, 25 m2 chính xác. Chính xác 25 m2. Không tính cầu gầm cầu thang. Nó là diện tích của mình ở đây. Còn cầu gầm cầu thang thì là không có tính để là để một cái sàn. Cái trần này thì sao mình có làm trần thạch cao hay là gì? Cái trần này là mình đã đóng thạch cao. Giật cấp. Giật cấp, hệ thống đèn đao lai. Hệ thống đèn đao lai đèn led. Khá là rộng. Rồi, bước vào khu vực bên trong này. Quý vị và các bạn xem là có những cái gì. Đây là phòng ngủ đúng không anh? Đây, đây. Có lẽ là phong cách của Mark Home là luôn luôn để cửa thoáng đúng không anh? Cứ là to nhất là để khi nào hết đất thì thôi. Đúng rồi. Đấy. Để như này cũng vừa thoáng mà vừa cái căn nhà nó trở lên nó nhẹ nhàng hơn. Là yêu cầu là trên là tô hoàng, trên là sơn nước, sơn bóng, còn ở dưới là mình sẽ lót gạch đá ở tường. Tường đây là ốp đá rồi không nói, còn trên này là khi chép bột hai lớp. Xong mới sơn lót một lớp trắng. Sơn lớp màu nó trắng xong rồi sơn lên màu. Đúng rồi. Lúc đó mới lên màu. Rất là cẩn thận. Đấy. Còn khu vực này là khu vực nhà vệ sinh đúng không? Nhà vệ sinh. Cái này em đoán tầm hơn 4m, 4m4 thì phải. Cái này hả? Cái này nó là 1m3 đúng rồi, nó khoảng tầm 4m5. Tầm 4m4 rưỡi. Hoàn thiện xong thì. Vâng. Đây là khu vực phòng bếp.
Và khu vực phòng bếp này thì có hai lối tiếp cận ra ngoài. Khu vực này đó là lối tiếp cận ra cửa đằng sau, ra đằng hông nhà. Còn đây là ra phía khu vực sân vườn. Thì là vẫn là sau này sẽ làm trần mà trần thạch cao, giật cấp đầy đủ các bạn nhá. Cái khu vực bậc này lên xuống này thì sau mình có lát gạch granite hay gì không anh? Sau này là mình lót đá granite. Miền Nam đá granite đúng không? Và chủ đầu tư thường gọi là đá hoa cương. Đá hoa cương vâng. Cái khu vực miền Nam trong này là đá hoa cương là thông dụng, dễ gọi. Cái hệ bậc đây mình gồm bao nhiêu bậc anh? Hệ bậc của mình là 23 bậc. 23 bậc đúng không? Còn cái phần mà phần tay nắm cũng như là lan can ở đây thì là hệ nằm hệ gì? Tay nắm lan can đây là nằm hệ kính cường lực 12 ly và tay nắm ở trên nằm hệ cam xe. Gỗ cam xe. Gỗ cam xe là tay vị. Rồi, đi lên trên khu vực đây thì quý vị và các bạn tôi có thể nhận thấy vẫn là cái hệ cửa để lấy ánh sáng cho cái cầu thang thay vì phải bật điện đi lên những ngày mà nó trời hơi tối một chút. Tôi cũng vừa đi lên trên tầng 2 này. Em thấy ở đây có một cái phòng khá là rộng thì theo em được biết đây là phòng thờ nhá nhỉ? Đúng rồi, đây là phòng thờ. Phòng thờ này có diện tích khoảng 16m2. 16m2. Đây là đây này, đây là bên đây. Đây là đây là đây phòng thờ đây. Trong cũng bàn đây. Đằng trước này có một bức tường nữa nhưng mà gì để cho anh em làm rộng thì mình chưa làm. Đó là có một cái cửa rộng 2m2 cao. Một cửa sổ và bục đi ra đằng trước lan can. Vâng, cái sảnh ngoài này tầm 4m. Sân ngoài này đúng không ạ? Tầm cũng tầm hoàn toàn là cũng rộng đủ là rộng rãi khi mà sinh hoạt trên này. Đây là phòng ngủ đúng không anh? Phòng ngủ này thì có diện tích khoảng tầm bao nhiêu mét đúng không anh? Nó cũng giống dưới nó khoảng tầm 14m rưỡi. 14m rưỡi. Phòng ngủ này thì chắc là cũng chỉ dành cho trẻ nhỏ đúng không? Trẻ nhỏ hoặc người lớn ở đây là phòng đúng không? Phòng ngủ dưới này thì nó rộng 15m mấy. Nên là mình không biết ai ở cái roi chủ đầu tư, mình không biết, mình chỉ có theo bên hôm chỉ định sao thì mình làm vậy. Vẫn các hệ cửa sổ rất là to. Đây là nhà vệ sinh. Đây là vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì em nghĩ là chắc bằng diện tích ở dưới kia đúng không? Đúng rồi, bằng nhau, diện tích ở dưới. Tầm hơn 4m, 4m rưỡi. Rưỡi tầm đó. Rồi đây là một phòng ngủ. Đây là một phòng ngủ. Phòng này nó rộng một tầm đó là 15m2. 15m2. Hệ cửa sổ cũng giống như mình thôi, nó form là tất cả phòng đều có cửa sổ giống nhau. Và đây là hệ ra ô văng sau, ra sảnh sau. Đây chính là cái phần đi ra sảnh sau thì sảnh này có thể tận dụng để những cái vật dụng cho khu vực nhà vệ sinh như là chổi. Hoặc là có thể phơi khăn với việc ở ngoài đó. Đúng rồi. Vâng, và trước mặt tôi đây chính là anh Hưng và chủ đầu tư của công trình ở đây. Thì tôi sẽ phỏng vấn anh Hưng một vài câu hỏi để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái lý do mà vì sao anh Hưng lại lựa chọn công ty Mark Home chúng tôi. Thì em chào anh Hưng. Anh có thể chia sẻ cho em biết là giữa hiện nay thì trên thị trường ấy, có rất là nhiều các công ty mà thiết kế và chọn gói các công trình nhà ở như Mark Home. Nhưng tại sao anh lại lựa chọn công ty Mark Home thay vì các đơn vị kia ạ? Thì cũng nghiên cứu trên mạng rồi thì thấy công ty có uy tín và có chất lượng nên chọn. À, tức là anh đã tìm hiểu trên kênh YouTube đúng không? Các mạng xã hội đúng không? Đúng rồi. Và thế thì trong cái quá trình mà anh tìm hiểu cũng như là anh đi đến ký kết hợp đồng với công ty Mark Home ấy, thì giữa việc mà từ bản vẽ lên công ty lên bản vẽ cho anh cho đến khi mà xây dựng thì anh có hài lòng về cái điều đó không ạ? Thì nói chung là cũng rất hài lòng về cái đội ngũ này. À, tức là toàn bộ cái phần bản vẽ là thiết kế cho nhà mình là đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu mình đúng không anh? Đúng rồi, đầy đủ yêu cầu. Vâng. Thế còn cái trong cái quá trình mà thi công ấy thì anh có cảm nhận như thế nào về đội ngũ thi công đấy anh? Anh có cảm thấy ví dụ chẳng hạn như là về tiến độ thì anh có hài lòng không? Rồi là về cái chất lượng phục vụ các bạn có chuyên nghiệp không ạ? Chuyên nghiệp và nhanh. Rất là nhiệt tình đúng không? Nhiệt tình. Vâng. Tiến độ cũng đảm bảo luôn cho mình đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ là cái phần nhà của mình đã hoàn thiện được đến 70-80% rồi, có lẽ là chắc chắn thôi chứ cũng không phải là có lẽ nữa. Thì là trong trước Tết này thì nhà mình cũng sẽ nhận được bàn giao nhà mới luôn. Và hiện nay thì có rất là nhiều khách hàng có comment cũng như là hỏi công ty Mark Home chúng em đó là khi mà giữa cái việc mà tự xây dựng cho đến cái việc mà mình nhờ một đơn vị thiết kế và thi công chọn gói thì nên chọn cái nào. Thì cá nhân anh đã là chọn đó là chọn một công ty là công ty Mark Home bên em để thiết kế và thi công chọn gói. Thì anh có lời khuyên gì cho khán giả? Thì chọn gói thì nó vẫn khỏe hơn. Tức là đảm bảo hơn đúng không? Và hai nữa là nếu chẳng hạn mình mà không có kỹ thuật chuyên môn về xây dựng thì mình nên nhờ đúng không? Đúng rồi. Thì mình sẽ thứ nhất là đảm bảo được về cái mọi mặt kỹ thuật, thứ hai nữa là mình cũng sẽ nhàn hơn đúng không anh? Nhàn hơn và nhanh hơn. Vâng.
Vâng, và đó là những cái chia sẻ vừa rồi của anh Hưng là chủ đầu tư ở đây. Thì còn quý vị và các bạn thì thấy sao? Nếu quý vị và các bạn thích những cái mẫu nhà như kiểu của nhà anh Hưng, hoặc là muốn lên concept ý tưởng cho ngôi nhà của mình, thì hãy liên hệ với công ty Mark Home chúng tôi qua ba cách. Đó là cách thứ nhất, quý vị và các bạn hãy liên hệ qua số hotline 0964458888. Cách thứ hai, quý vị và các bạn truy cập vào trang web markhomevn.vn. Và cách thứ ba, quý vị và các bạn có thể comment trực tiếp tại cái video này để các kỹ sư của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Một lần nữa em cảm ơn anh Hưng. Và xin được gửi tới quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.